rất là nhiều, nên thành ra tao lên mạng tao không nói được, anh em tao không thích nói mày. Thứ hai tao đang còn có khả năng ăn nói một tí, gặp anh Thái ấy, thì anh khùng nên anh nói không được đấy. Thì bọn mày bảo là nói cái gì để ba bốn tính anh Thái ấy, là không ăn nói chun chẻ được như tao ấy, hiểu chưa? Đây còn tao nói với mày như này, nợ ơn tao anh em nhà mày đã trả chưa? Đây hôm nay tao đánh dấu cả tên anh mày, anh mày đi tù bao nhiêu lần đây, anh mày bảo làm video xin lỗi tao rồi này nọ, nhưng mà tao nói thôi không cần, làm vậy là phô cho mày quá đức tung này. Đây để cho em ăn có tivi có tí đất đây, nên là tao không nói nữa, nhưng mà mày ấy vẫn cố tình được không? Mày xin sau chứ sau còn rồi thì đến đây rồi tao nói tiếp, mọi người chia sẻ cái livestream này lần này. Còn tao nói với mày này, mày bảo thứ hai tao nói về vấn đề chứ tao và mày, mày bảo tao là mời mày ra nhà tao rồi là đầy tháng của tao mời mày không ra, yên tâm mày là bị tao chặt trên Facebook là khoảng 5-6 năm rồi đúng không? Bị loại mày sống đâm rơm tao chặt đúng mày, được chưa? Vì sao mọi người biết được không? Để bây giờ cho anh trai của anh lên nói chuyện luôn đây, để nếu anh ấy không lên thì tao lại nói cái khác, có cái khác đây này. Dũng này như là người bạn mới để ra thêm này, như là mọi người là chia sẻ cho luôn cái nào. Còn hôm nay đứng này đây, đây bình vị có bao nhiêu để tao để anh đỡ cậu nữa ấy, rồi tao nói chuyện mày tiếp. Đây có anh Tài để tôi mời bạn lên bạn này. Đây tao mời anh Tài luôn. Rồi hôm nay Luân sẽ nói rõ về mọi vấn đề giữa Luân và là rằng alo bạn. Alo Siêu, Long Anh khỏe không? Khỏe chứ mày, để tôi giới thiệu nhá. Giới thiệu mọi người, đây là anh trai của Đức Trung, gọi là Đức Huy ấy. Đây, thì bây giờ là bạn nói cái là tôi chỉ hỏi bạn đi cái là bạn này. Tôi với thằng Đức có thu hành gì không? Ai đây, vô đây là nhạc to quá, để vô nhà đây. Nhạc to. Đây, Luân cho mọi người nghe luôn chính anh trai của nó luôn. Đây, nó là bị Luân chặn Facebook khoảng 4-5 năm rồi. Thằng này Luân không biết hiểu sao mà tự nhiên nó tiểu nhân và nó đi theo cái thằng Tuấn Du bây giờ nó mõm vậy. Đây còn bây giờ là có anh Tài ở đây, anh Tài lên coi luôn. Còn hắn không coi thì bây giờ Facebook nó đâu đây. Bây giờ mà bạn nói với mọi người cái là tôi với lại thằng Đức nhà bạn có thu hành gì không? Cái chuyện bạn với Đức là không có thu hành gì vì cái đợt mà tôi đang đây. Ở thế thì bạn cứ từ từ thôi để tôi hỏi cho xong. Thế thì tôi với hắn là có tôi với hắn có chơi nhau không? Không. Đây. Tôi với Siêu chơi với nhau thôi, nhờ tôi với Siêu chơi với nhau là Siêu thôi. Đó đó. Đây. Thì giờ bạn nói thẳng cho cộng đồng mạng hắn biết một cái là tự nhiên hắn lên hắn bôi vậy, rồi hắn nói tôi này nọ, rồi mời hắn ra nhà chơi, rồi hắn là bị tôi chặn Facebook 4-5 năm từ cái vụ mà hắn nhờ tôi bạn nhờ tôi mà hắn này nọ ấy là tôi chặn. Đây bạn có công nhận khi bạn nói với tôi bạn muốn làm một cái video để bạn đính chính lại hết cái lời của thằng Đức hắn nói, nhưng tôi nói thôi thì em hắn tôi lên mạng tôi nói câu em hắn hiểu nhầm xong thôi để giữ cho hắn cái uy giữ gắn vị, bạn công nhận không ạ? Đó. Rồi ok. Tôi thì bạn ấy, bạn đang còn khen tôi là làm anh bạn sống bảy tuần đúng không ạ? Tôi không muốn phốt nó lên. Thì bây giờ nó ăn rồi nó lên nó cao, tôi với anh Thái nó đặt điều vậy thì bạn nói sao? Tôi với bạn là như thế nào, cả có nợ ơn nhau hay là có ghét bỏ chị nhau hay là chứ bạn nói cho cộng đồng mạng biết cái. Theo để tôi nói này, trước mắt là chỗ anh em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi là tôi với luôn nên là chơi nhau gần chơi nhau sống chết từ hồi còn nghèo khổ ấy. Bạn cứ nói thẳng với mọi người. Thì gọi bằng là tôi vào trong nhà tù. Bên Lào không phải khoe khoang là Luân một tay gọi bằng lúc này lên kiếm từng nắm kíp một để đưa tôi ra khỏi đấy. Nhà tù nhờ người Lào để vô thăm tôi trong nhà tù đưa tôi ra, sau đó đưa ra được rồi thì sau đó Luân về sau để đi nghĩa là sang cái thời Covid 2019-2020 đấy, tôi không có tiền, Luân đang đang đưa tiền kêu tôi để đi làm để đưa tiền cho tôi, cũng giúp đỡ tôi nhiều cái. Luân đi là tôi coi như một người anh em nữa nha anh em nào. Đó tôi nói cho anh em biết thì thằng Đức Luân mà tôi có nhờ Luân đưa thằng thì thằng tôi không biết, nhưng mà thực chất chính tay Luân là đưa tôi ra khỏi nhà tù và trả nợ tiền bên Lào cho tôi và cứu mang tôi ra khỏi cái chỗ chết. Bây giờ tôi vẫn mang ơn Luân, nói chung là Luân mà có tiền là tôi có tiền, nói thẳng đó. Nhưng mà tôi vừa con rồi tôi về tôi vẫn lại vừa tôi vừa rồi tôi vẫn điền rồi vẫn chúc mừng tôi, nhưng mà tôi vừa con rồi, nhưng mà Luân có chuyện là tôi sẽ có chuyện đó. Là thực chất đây Luân đang sống với tôi là hơn anh em trong nhà. Nói chung anh em trong nhà là xin lỗi cộng đồng nhân sống cái lồn đó. Đó này, nói thẳng đó nè. Đó, mọi người đó. Đó. Bạn mới nói rồi đó. Nói chung là tao nói xin lỗi luôn nha, tôi đi tu, tôi chém quân ở cho hắn. Đó, hắn về là mới đi tu. Mới đi tu. Đây, đó. Anh em bây giờ. Mọi người thấy là. Hắn hứa với ông cha trước khi mất
là tôi lo cho anh Minh cưới, tôi lo cho anh Minh hết nhà cửa, cho xin lỗi cho cái lồn, dư hai bàn tay cả, có cái lồn đi tu về, có cái lồn nữa. Ừ, đó, tôi ức lắm. Đó, mọi người nghe đó, đó chính